Xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Bè. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả mọi người cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố hẻm xa hơi 8m rất là đẹp, nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát thuộc thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng tôi sẽ review cho quý khách hàng xem cận cảnh con hẻm trước nhà. Thì trước nhà của chúng ta có con hẻm ô tô quay đầu rất là thoải mái. Hẻm này thì lại thông ra được nhiều hướng, và đặc biệt là nằm trên một trục đường chính đi vào, chỉ cách có vài mét mà thôi. Như quý khách hàng đang xem á, thì đứng từ cái vị trí này là chúng ta có thể nhìn ra được đường lớn trước mặt rất là thông thoáng, xung quanh lại là khu dân cư hiện hữu, các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và rất là đẹp. Hẻm cũng vô cùng an ninh và yên tĩnh. Và một điều đặc biệt nữa là cái ở cái vị trí này thì tập trung rất là nhiều văn phòng công ty, sát bên là đại lý bán vé máy bay. Do là hẻm thông một trục đường lớn đi vào và sát mặt tiền đường nên nó rất là phù hợp để cho gia đình chúng ta về ở nè, cũng như là mở văn phòng công ty hoặc kinh doanh mua bán đa ngành nghề. Với cái kiểu thiết kế mái thái theo phong cách tường cổ điển kết hợp với cái tông màu vàng ấm áp rất là đẹp, tất cả đã làm nên một cái mặt tiền phía trước nhà vô cùng là sang trọng và nhìn rất là bắt mắt. Thì từ xa trông rất là nổi bật và khác hẳn so với những cái căn nhà khác trong khu vực. Với một cái diện tích bề ngang lên đến gần 5m, kết cấu xây dựng một dạch hai lầu, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Do đó đây chắc chắn sẽ là một cái căn nhà rất là lý tưởng cho gia đình chúng ta ở đông người. Một vị trí đẹp, hẻm xe hơi nằm ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè. Thì bây giờ chúng tôi xin mời tất cả mọi người cùng nhau tiến vào bên trong để tham quan chi tiết hơn về căn nhà này. Thì căn nhà có hai lớp cửa, ở giữa là một khoảng sân 2m dùng để xe máy vô cùng là rộng rãi. Đi tiếp vào bên trong nữa là vị trí của không gian phòng khách. Nhìn trên màn hình đó, quý khách hàng cũng dễ dàng nhìn thấy là cái phòng khách này vô cùng là rộng rãi, với cái chiều ngang nhà của chúng ta lên tới gần 5m. Do đó ở cái khu vực phòng khách này chúng ta có thể cải tạo để làm một cái gara đậu ô tô trong nhà thì vô cùng là lý tưởng. Bởi vì nhà của chúng ta sở hữu một cái mặt tiền hẻm xe hơi, do đó xe hơi có thể ra vào rất là thoải mái. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng và hoàn công đầy đủ, lại được hỗ trợ bên ngân hàng lên tới 70% giá trị của căn nhà cho quý khách có nhu cầu. Mặt tiền hẻm xe hơi 2 tầng lầu 4 phòng ngủ này cho gia đình mình, một vị trí vô cùng là lý tưởng cho chúng ta vừa ở nè, vừa kết hợp kinh doanh mua bán mọi ngành nghề thì vô cùng là lý tưởng. Bởi vì nhà của chúng ta thì nằm ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè, sát bên là Phú Mỹ Hưng quận 7, một trục đường Huỳnh Tấn Phát đi thẳng là chúng ta có thể ra tới khu chế xuất Tân Thuận quận 7, chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy mà thôi. Ở đầu hẻm thì lại có trạm xe buýt để đi về chợ Bến Thành, công viên 23 tháng 9 quận nhất, và cũng như các quận thuộc khu vực trung tâm thành phố. Nếu như quý khách hàng quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi tham quan trải nghiệm căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like cũng như là nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực phía sau nhà. Thì ở phần phía sau nhà này á, chúng ta sẽ có một cái không gian bếp khá là rộng rãi, một cái toilet. Phải nói là cách bố trí và thiết kế của cái căn nhà này á, khá là đẹp và bắt mắt, nhìn vô cùng là rộng rãi, được bố trí rất là hợp lý. Nhìn từ xa thì chúng ta sẽ có ngay một cái cảm giác, một cái sự sang trọng và đẳng cấp, nhẹ nhàng, đơn giản và cũng khá là đẹp. Với cái tông màu sáng, nhà của chúng ta được thiết kế rất là ấn tượng, mang cái phong cách tân cổ điển và không hề giống với bất cứ những cái kiểu thiết kế nhà phố xung quanh tại cái khu vực này. Cho nên là nhìn từ xa thì chúng ta sẽ không nhầm lẫn với bất cứ cái căn nhà nào khác. Thì một tin vui nữa dành cho tất cả mọi người đó chính là toàn bộ nội thất bên trong của căn nhà này đều mới 100% và được chủ nhà tặng lại toàn bộ cho quý khách hàng khi về sở hữu căn nhà này. Đây được coi như là một món quà rất là có ý nghĩa mà chủ nhà dành tặng cho quý khách khi về sở hữu căn nhà này. Ngoài ra thì chủ nhà còn lắp đặt thêm hệ thống camera quan sát từ ngoài vào trong rất là tiện lợi.
Do đó nếu như chúng ta có dịp mà đi du lịch hoặc là đi đâu ra ngoài mà cần quan sát căn nhà của thân yêu của mình á, thì có thể trực tiếp xem trên màn hình điện thoại rất là tiện lợi. Và chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý khách hàng đang xem có diện tích bề ngang là 4m9 và chiều dài lên tới gần 12m. Đồ xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, với kết cấu xây dựng là một trệt hai tầng lầu đúc thật, gồm có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Trước nhà của chúng ta có con hẻm ô tô là 6m, do đó ô tô có thể ra vào và đậu trong nhà rất là lý tưởng. Và đặc biệt là nhà của chúng ta thì được trang bị đầy đủ nội thất, cũng như là được thiết kế rất là đẹp và phù hợp với lại mọi lứa tuổi. Hiện tại thì căn nhà mình đang được rao bán với một mức giá rất là hấp dẫn, chỉ 5.400.000.000 đồng là quý cô chú và anh chị có thể sở hữu ngay căn nhà 2 tầng lầu, mặt tiền hẻm xe hơi và sẽ được hỗ trợ với ngân hàng cho quý khách có nhu cầu. Do đó nếu như quý cô chú và anh chị quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này á, thì xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này, để cho quý cô chú và anh chị có thể sở hữu ngay căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like nè, cũng như là nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và xin giới thiệu đến tất cả mọi người thì chúng ta đang có mặt ở trên cái khu vực tầng 1. Thì ở trên cái khu vực tầng 1 này á, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đây chính là cái khu vực phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 1. Thì như quý cô chú anh chị có thể dễ dàng quan sát trên màn hình á, phòng ngủ của chúng ta được chủ nhà trang bị khá là đầy đủ tất cả các nội thất cơ bản nhất, gồm có máy lạnh nè, bàn trang điểm, giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi, rèm cửa, tất cả đã đều được chủ nhà trang bị cho chúng ta với những cái nội thất rất là mắc tiền, và đặc biệt là sẽ dành tặng lại cho tất cả mọi người khi về sở hữu căn nhà này. Và chúng ta đang tham quan khu vực toilet ở trong phòng ngủ đầu tiên. Thì ở trong cái không gian khu vực toilet này có một cái cửa thông gió nè, cũng như là được chủ nhà ốp gạch từ sàn lên tới trần, rất là sạch sẽ và dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Bên cạnh đó không gian của khu vực toilet cũng khá là rộng, do đó cho chúng ta có cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Thì ở phòng ngủ này hầu như là được chủ nhà trang bị cho chúng ta rất là nhiều nội thất, bàn cũng như là tủ quần áo và giường ngủ đều đã được chủ nhà trang bị sẵn cho chúng ta hết rồi. Do đó chúng ta chỉ cần việc xách vali vào và ở ngay mà không cần phải mua sắm gì thêm nữa. Thì chúng ta đang có mặt ở trên cái khu vực ban công ở tầng 1. Thì từ cái khu vực ban công này á, mà chúng ta nhìn ngắm khung cảnh xung quanh phải nói rất là dễ chịu và rất là thoải mái. Xung quanh là nhà phố san sát nhau, khu dân cư hiện hữu, hàng xóm thì rất là văn minh và thân thiện. Đặc biệt là khu vực này rất là cao ráo và không bị ngập nước, do đó quý khách hàng rất là yên tâm mỗi khi chúng ta qua lại cái khu vực này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào cái khu vực phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 1. Thì cũng giống như cái khu vực phòng ngủ đầu tiên á, cái không gian phòng ngủ thứ hai này á cũng đã được chủ nhà trang bị cho chúng ta những cái nội thất, thì gồm có như là giường nè, bàn trang điểm, máy lạnh, rèm cửa sổ, cũng như là có một cái toilet ở trong phòng rất là tiện lợi. Nếu như gia đình chúng ta có tầm tiền đâu đó khoảng trên dưới 4 tỷ đồng á, thì chúng ta có thể sở hữu được căn nhà này, bởi vì phần còn lại chúng ta có thể rất là dễ dàng để vay ngân hàng với lãi suất rất là hấp dẫn. Bởi vì nhà của chúng ta thì đã có sổ hồng và hoàn công đầy đủ, sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 70% giá trị căn nhà cho quý khách có nhu cầu. Do đó nếu như quý khách hàng cần tư vấn về pháp lý cũng như là cần tìm hiểu kỹ hơn về căn nhà này, thì xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý cô chú và anh chị có một cái nhìn tổng quát hơn về căn nhà này, để cho quý cô chú và anh chị sẽ dễ dàng sở hữu căn nhà này trong tương lai về cho gia đình mình. Một căn nhà có rất là nhiều phòng ngủ và phù hợp với những gia đình mà đông thành viên, có nhiều người, thì chắc chắn đây sẽ là một cái căn nhà mà phù hợp với tất cả mọi người. Thì giá bán căn nhà này hiện tại phải nói rất là hấp dẫn, chỉ có 5.400.000 đồng cho một cái diện tích là 4m9 và chiều dài gần 12m, kết cấu xây dựng là một trệt hai lầu đúc thật,
có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, mặt tiền hẻm xe hơi. Do đó quý cô chú và anh chị hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay căn nhà này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian sớm nhất.